Chào các bạn, hôm nay mình thực hiện món gỏi tai heo với bông chuối. Ăn rất là ngon luôn. Tai heo của mình ăn rất là giòn. Còn cái phần rau và bông chuối của mình nó có sự kết hợp của cái độ chua, độ ngọt và độ đậm đà. Có thêm một chút vị cay và vị thơm, vị bùi của đậu phộng nữa các bạn. Ăn rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn nha. Mình cực kỳ thích cái món này luôn. Ở đây thì mình cần sử dụng là một cái tai heo. Tai heo các bạn mua về mình dùng nửa nam mình cạo sạch lông đi nhé. Sau đó các bạn rửa bằng muối và mình lấy chanh mình chà xung quanh cái tai heo. Mình rửa thật sạch và mình để ráo nhé. Để tí nữa mình sẽ đem đi mình luộc cái phần tai heo này. Ở đây là phần hoa chuối. Ở đây mình sử dụng là hai cái hoa chuối. Các bạn có thể bào nó ra hoặc là các bạn có thể dùng con dao các bạn cắt thành những cái sợi mỏng. Và bên cạnh đó các bạn phải để một cái thau nước và bạn cho vào đó một thìa muối và vắt vào đó nửa quả chanh. Để mình bào bông chuối ra tới đâu thì mình thả bông chuối vào cái thau nước hòa muối với chanh. Làm như vậy thì cái bông chuối của mình nó sẽ trắng, giòn và nó không bị thâm nha các bạn. Mình làm thật sạch và sau đó mình rửa đi rửa lại và mình để cho nó ráo nước. Mình cần sử dụng thêm là 20g đậu phộng, 3 thìa nước mắm, 3 thìa đường và một quả chanh. Ở đây thì mình có một củ cà rốt, một ít rau thơm. Rau thơm thì mình sẽ sử dụng rau húng và một ít rau tí tô. Các bạn cần thêm là một ít tỏi và ớt. Tỏi ở đây thì mình sẽ sử dụng 3 thép tỏi và một quả ớt. Mình sẽ bắt đầu vào thực hiện nhé. Phần đậu phộng thì trước tiên mình sẽ mang đi mình rang. Các bạn bỏ vào chảo để chảo nóng rồi các bạn cho đậu phộng vào các bạn rang với nửa vừa vừa thôi, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Mình rang tới khi đậu phộng nó chóc ra mình để nguội và mình bóc vỏ. Tiếp theo đó thì mình sẽ đập dập ra nha các bạn, mình đập dập ra cho nó ra làm 3 làm 4 gì đó. Còn cái phần tai heo này thì mình chuẩn bị một nồi nước. Mình sẽ cho tai heo vào, cho cái mực nước nó được ngập cái tai heo. Mình sẽ cho vào đây 2 tép gừng. Các bạn đập mà hơi dập dập các bạn thả vô. Và mình cho vào đây một thìa muối nữa. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và mình luộc. Mình luộc cho phần tai heo này nó chín. Tai heo thì các bạn đun cho nước sôi và mình luộc khoảng 10 phút là cái phần tai heo của mình nó chín. Nó chín giòn rồi. Bây giờ các bạn sẽ vớt ra và mình vớt ra. Mình ngâm với nước lạnh nha các bạn, nước đá đó. Sau khi mình ngâm với tô nước đá rồi, nó lạnh, nó giòn nữa các bạn. Để tai heo nó giòn, mình sẽ sắc ra thành những miếng nhỏ. Mình sắc dọc thành những miếng mỏng nha các bạn. Mình lấy phần sụn thôi, còn cái phần mà mơ mỡ ở phần cuốn tai á, mình sẽ không lấy đâu nhé. Cái phần sụn của nó ăn rất là giòn và ngon luôn. Phần tai heo của mình đã sắc xong, mình chỉ sắc phần sụn vào cái phần tai thôi. Phần mỡ thì mình sẽ bỏ lại. Bây giờ thì mình sẽ để qua một bên và mình chuẩn bị làm các nguyên liệu tiếp theo. Đây, cà rốt thì mình sẽ bào. Mình dùng con dao bào đó các bạn, mình bào sợi, mình bào ra. Mình làm tầm nửa củ thôi các bạn, mình không nên bào hết đâu. Mình bào nhiều quá, ăn nó cũng không có ngon. Rồi mình bào từng này thôi là được rồi. Cái này thì bây giờ mình sẽ mang ra mình ngâm với nước muối pha loãng. Mình rửa lại một tí nha. Rồi mình để cho nó ráo nước. Để tí nữa mình bóp, mình trộn đó.
cho nó được giòn và nó ngon hơn. Phần rau thì mình đã xái miếng thành những miếng mỏng rồi các bạn. Ở đây thì phần chanh thì mình đã thái ra, phần tỏi, phần ớt thì mình đã băm sẵn rồi nha các bạn. Đậu phộng thì mình đã bóc vỏ và mình đập dập rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi pha phần nước mắm. Ở đây là 3 thìa nước mắm và mình trộn vào đây là 3 thìa đường. Mình sẽ đánh cho phần đường nó tan ra. Mình sẽ cho thêm vào đây là 2 thìa nước. Tiếp đến thì mình sẽ nặn chanh vào. Ăn gỏi thì phải có chanh thì nó mới chua chua, ngọt ngọt thì nó mới ngon nha các bạn. Mình nặn một trái chanh. Mình quấy đều lên. Sau đó mình sẽ cho tỏi băm và ớt băm vào. Mình đã hoàn thành xong chén nước mắm chua ngọt, để tí nữa mình trộn vào gỏi các bạn. Rất là thơm ngon luôn. Các bạn nêm nếm cho nó vừa ăn nhé. Mình thấy cái nước của mình rất là ngon rồi. Bây giờ các nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình sẽ tiến hành đi trộn. Ở đây bông chuối mình sẽ trộn vào một cái tô to này các bạn. Mình sẽ cho phần cà rốt vào. Tiếp đến mình sẽ cho tai heo vào. Xong rồi mình sẽ rưới phần nước mắm chua ngọt vào nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa thôi. Mình không cho hết đâu, mình sợ nó mặn đó. Cái thìa của mình nó to nhé bạn. Thì cần 3 thìa thôi là nó đủ rồi. Giờ mình sẽ trộn đều lên cho phần gia vị nó thấm. Sau khi mình trộn đều rồi, mình sẽ bước cuối cùng mình sẽ cho rau thơm và mình cho đậu phộng rang vào. Ở đây mình sẽ cho 2/3 đậu phộng thôi. Và bây giờ mình trộn đều lên. Nhìn rất là hấp dẫn nè. Bước cuối cùng thì mình sẽ vớt ra một cái dĩa. Mình dùng cái khay to luôn, tại vì mình thấy món gỏi của mình nó khá là nhiều các bạn. Mình sẽ múc vô cái khay này. Thường thường thì mình rất là thích ăn gỏi các bạn nhé. Mình nghĩ là các bạn nữ hay là phụ nữ chúng mình đó, thường rất là thích ăn cái món này. Nó có độ chua chua ngọt ngọt và nó có nhiều rau nữa, ăn rất là tốt và ngon luôn. Và bước cuối cùng thì mình sẽ rắc vào đây một ít đậu phộng lên trên để nhìn nó được đẹp mắt và nó ngon hơn. Mình đã hoàn thành xong món gỏi các bạn ạ. Mình cho vào đây một ít ớt. Bạn có thể cho thêm ớt cũng được nha. Ớt ở đây mình cho thêm để mình trang trí. Nhìn cái đĩa của mình các bạn thấy không? Rất là bắt mắt và hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình sẽ dùng thử một miếng nhé. Ăn cái tai heo của nó giòn, cái rau của nó vừa vừa phải phải, nó vừa, nói chung là nó rất là ngon, nó chua chua, ngọt ngọt và rất là vừa ăn các bạn ạ. Mình làm thêm miếng nữa. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Ăn ngon lắm các bạn ơi. Cực kỳ dễ ăn luôn. Mình rất là thích món này. Các bạn có thời gian thì mình hãy làm để mình thay đổi
khẩu vị ăn và thay đổi cái bữa ăn á, để cho nó trở nên phong phú và nó ngon hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.